Shopmoviet.vn bán ít liên quân rẻ nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Xin chào các em, ngày hôm nay Mô Việt sẽ chơi cô giáo Vera sắp được tăng sức mạnh nha. Và đây là niềm vui của các em học sinh, bởi vì cô giáo được tăng sức mạnh thì em cũng tăng sức mạnh theo. Tiếp tục làm video clip tặng fan, cứ đến cháu Lê Huy Mạnh với lời chúc nè. Chúc cháu được giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp huyện, rồi được vào đội tuyển cấp tỉnh, rồi lên cấp quốc gia. Nói chung là thì may mắn nha cháu Mạnh ơi. Ok. Cô giáo thì thả tim không trượt vào, nhưng cái chiêu cuối vừa rồi nó bị tách ra, thành ra mình không được hồi cái chiêu 1 luôn. Thiếu chút sát thương anh em ơi. Mà tí thì bị gãy bởi phát đẩy của Azenka nha. Hiện tại Veda là con tướng pháp sư được anh em chơi cũng khá nhiều và tỷ lệ thắng rất là ok. Siêu khỏe thời điểm cuối game, đầu game thì lại khó chịu vô cùng với những phát thả tim. Và đây con tướng đầu game anh em sẽ đi cùng team và cùng nhau để thả tim. Sau đó thì đồng đội các bạn sẽ dồn sát thương, chứ đầu game là các bạn sẽ không có sát thương nha. Chính vậy sắp tới sẽ tăng một chút sức mạnh cho Veda ở cái thời gian hồi chiêu 2 và chiêu cuối. Đấy, nghĩa là làm sao mà đầu game anh em sẽ khỏe hơn, ở cuối game thì anh em bớt một chút bá đạo đi về cái hồi chiêu. Wow, cô giáo đi đến đâu là ăn mảng của K đến đấy. Trời ơi, KSP, hai phát rồi, hai mạng rồi. Cái này đối mặt với quyền vương thì anh em cũng chú ý một chút xíu cái bụi cỏ nha. Vì những anh em chơi quyền vương hay là chơi Ryoma xô đường tà thần thì rất hay di chuyển qua mid, lúc bụi, ở bụi mid này. Còn những anh em chơi quyền vương thì chuyên gia lúc bụi rồi, không nói làm gì. Ở trận này nếu mình không kiểm soát được bụi thì cũng phải chú ý cái bụi, nếu không sẽ bị combo sấp mặt nha. Chắc chắn Dioma ở cái bụi đó, mình dám chắc là 100% luôn. Bây giờ không thấy ai lại dừng thấy rồi, quyền vương không thấy đâu, Dioma không thấy đâu. Đi mid mà cầm những con tướng kiểu kém cơ động như Veda ấy, anh em hết sức chú ý nha. Đấy, con này thì quan trọng về khả năng di chuyển thôi, các bạn di chuyển tốt thì các bạn sẽ đánh dễ. Anh em di chuyển ngu, nói chung là di chuyển từ tù ấy, thì vì đồng đội chửi không có chuyện thế nào đâu. Rồi thả tim, chưa cuối, chưa một. Có mạng ngay. Mà cái kiểu gì ấy, dạo này là mình yêu Azenka ghê. Cứ quan là vị trí của Azenka là có mạng, 3 mạng của Azenka. Khổ thân KSP. Mà những người chơi SP thường phải hy sinh cho team. Mà mình thấy bạn Azenka này có kiểu là chơi rất là hay nha, vòng ra sau để đẩy tướng địch về. Nhưng mà chưa kịp vòng đã chết rồi. Hôm nay trời mưa gió bão thì hy vọng anh em giữ ấm đủ để bảo vệ sức khỏe nha. Ô cái gì vậy Quyền Vương ơi? Quyền Vương ơi làm gì vậy? Khó hiểu nha. Đã bắt bài được di chuyển của bạn Triệu Vân, thành ra đánh rất là dễ. Con này anh em bắt bài đánh di chuyển, các bạn sẽ chặn đầu cùng đồng bọn. Các bạn thả team để đồng bọn ăn mạng thôi. Azenka tiếp này. Thế là mạng thứ tư của Azenka, không thể thoát được. Bởi vì anh em thấy là combo của mình bây giờ là rất là nhiều sát thương rồi. Với cả anh em bây giờ combo là các bạn sẽ thả chiêu 2 rồi ném chiêu 1 sai chiêu cuối, tiếp tục ném chiêu 1 nha. Thì nó nhiều sát thương hơn ở điểm đầu game. Uầy, việc ngay mà. Mình đã ấn chiêu 2 chuẩn bị sẵn sàng rồi. Uầy, tí sắp mặt, may bạn ấy đá hụt như mất trụ rồi. Gánh nhiều nó cũng có cái nguy hiểm đấy anh em ơi. Khi mà bị chặn về ấy, lúc đi về là cái thời điểm mà chúng ta sẽ bị bắt bài. Vừa rồi ý, mình đoán rồi, mình ấn chiêu 2 trước rồi nhưng mà tí thì chết và mất cái trụ.
Bây giờ mất trụ là thế trận này về team bạn này, đánh cẩn thận nha. Đủ đam. Azenka, trời ơi. Thực sự đam mê Azenka quá cơ. Ôi trời ơi, lại giờ là 5 mạng rồi anh em ơi. Thiệt, thiệt, thiệt sự là sáng thì chơi quy thì cứ chơi Azenka vô tường, làm anh nghiện tường. Nay thì thanh niên lại nghiện team. Thả team nãy giờ là cứ hứng cái mặt ra mà mặt đỡ của team của mình thôi. Nhưng mà ăn Azenka thế này thì nó không chất lượng đâu. Ăn mạng thứ 5 này thì các bạn biết rồi đấy, chẳng được bao nhiêu vàng đâu, chẳng có vàng đâu. Ăn AD rồi ăn Vioma, ăn Quỳnh Vương thì nó ngon hơn, béo hơn rất là nhiều. Rồi, thả team. Ôi giời ơi, hết chiêu, chứ còn chiêu cuối. Rồi rồi, tiếc quá anh em ơi, tí lại sờ được mạng cà. Sorry, mình hết chiêu mà. Rồi bật tốc hành, nếu không là bị chọc chết nha. Đấy anh em ơi, mất trụ mít quá nguy hiểm luôn. Đi một phát sai lầm bây giờ phải trả giá. Ở đây này, đây này, đây này, đây này luôn anh em ơi. Bắt Vân này, Vân này, Vân này. Từ từ cẩn thận nha, từ từ từ, thiếu người, thiếu người. Bà ơi bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi rồi, mình sẽ combo Vân này. Chết Vân này anh em ơi. Combo vậy mới đủ đam. Và mình dùng cái phủ hiệu cũng phải là phong cách hy sinh một chút xíu. Mạng thứ hai này sẽ dùng để tăng thêm sát thương. Nhưng mà sát thương mình nhận vào cũng rất là nhiều, thành ra là sẽ rất là mỏng khi bị áp sát. Đánh Vera là bị áp sát là các bạn sẽ gãy luôn nha. Tất nhiên là vị tướng này nghiêm cấm đi nẻ. Khi các bạn đủ đồ rồi các bạn chơi lúc vui tung combo thì còn được. Bây giờ là chưa đủ đồ nữa nha. Các bạn lúc vui thì không thể giết được Triệu Vân hay là Dioma đâu. Nhớ gặp hai cái thanh niên đấy là mình tắt điện. Combo thì chết, chết Quỳnh Vương, chết Azenka và chết theo lát thôi. Có khi là mình nên cái quyền trượng Rea trước nhỉ. Cụ thể thì Veda được giảm 2 giây hồi chiều 2. Nghĩa là các bạn sẽ đầu game thả team rất là nhiều. Đấy, combo chết luôn. Quá khỏe. Nhưng mà hết chiều rồi, bình tĩnh nào anh em ơi. Khi mà dùng thần quang thì combo sẽ nhiều sát thương, nhưng mà hồi chiều nó kém hơn là ma tính. Thành ra là xin nhẹ vừa xanh nha. Kéo về đi anh em ơi. Ở trên Veda lúc farm ý, dọn lính nhanh thì các bạn cố gắng là dùng chiêu 2 để tiêu diệt con lính. Rồi tiếp tục xài chiêu 1 lần thứ 2 để có thể cấu rỉa, à không, để dọn lính nhanh như canh hỗ trợ team. 9-0 rồi, ba cháy vô cùng luôn. Bây giờ là bắt đầu làm chùm rồi anh em ơi. Ê, chơi à, chơi à. Ôi, ôi theo cũng bật tốc hành, một công mông mà chạy chứ không là mình chiêu cuối cho là chết luôn đấy. Về nha, về nha. Mà thôi ăn Azenka thì cái nào. Ôi, ôi tôi xong rồi. Trời ơi, ca quá hay. Qua đen anh em ơi, tính ra thả team. Không ngờ dính chiêu cuối rồi Dioma có theo lát cũng có mặt luôn. Hiền dã man. Nhưng mà dù sao thì hiện tại thì mình đã lấy được thế trận rồi, đánh rất là dễ luôn. Đó, chỉ cần bị khống chế thôi, anh em bị sốc sát thương thì không thể chạy được với chất tướng của Veda. Thành ra là cái phép hỗ trợ tốc biến hoặc là tốc hành là hợp lý nha. Anh em có thể xài tốc hành, và bây giờ thì nghiêm cấm cái tình trạng là sử dụng cái giày Hermes cho Veda. Các bạn có thể giày kiên cường hoặc là giày xuyên giáp phép, nhưng mình nghĩ là giày kiên cường thì nó hợp lý hơn. Bởi vì anh em biết là nếu anh em bị khống chế từ xa, nếu không có giày kiên cường sẽ bị ập vô và sốc đam lên bổn và điểm số rất là nhanh. Chơi đi, team mình đang hơn người mà. Rồi, lên luôn này. Ôi, cứu mình kìa anh em ơi. Đó. Trời, 4-2 mà phải sợ á. Thôi anh game đi, còn đợi cái gì nữa. Tiếc là trận này không hack mạng được với cô giáo Vina. Đến thời điểm late game thì
thì team bạn lại thua mất tiêu rồi, buồn ghê. Anh em chú ý nha, khi mà tướng địch lên cái đồ những quân chơi choi thì một combo anh em không chết được đâu, không chết tướng địch đâu. Thành ra là cũng đừng là tưởng sức mạnh là thấy tướng địch như nẻ là chúng ta cứ thò mặt ra combo, phải nhìn xem đồ người ta và chất tướng của người ta như nào thì mình mới combo nha, nếu không là chết ngược đấy. Đó là thật đi anh em ơi, kéo kéo ra trận đấu ra một xíu nữa để mình ăn thêm mạng, chứ 9 mạng thì hơi ít nè. Vân đây. Vân chết rồi anh em ơi. Bắt luôn. Bắt luôn Kỳ ơi. Đấy, Kỳ đánh đá lắm. Mà tầm này Kỳ rất khỏe rồi. Để luôn luôn này, Azaka chết này. Wow, là team cái chết luôn anh em ơi. 20 vàng. Thực sự mà nói pick quá trời luôn. Thanh niên này trên lốt này, ôi 40 vàng. Toàn ăn những thanh niên chỉ có xíu vàng như này thì bao giờ mới full đồ đây. Còn một đồ nữa anh em ơi. Ok, có lẽ thì video đến đây là hết rồi. Đồ cuối cùng các bạn lên quả cầu băng xương nha. Cảm ơn anh em đã ủng hộ Mô Việt và hẹn các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.